Đây là Coin Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Đây là series mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau vào mỗi thứ hai đầu tuần để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị cũng như là những cái góc nhìn mới lạ xoay quanh thị trường DeFi. Và chủ đề tuần này thì chúng ta sẽ nói về một cái từ khóa nó cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, rất là nhiều tin tức, rất là nhiều thông báo của các cái dự án mới đây liên quan đến cái từ khóa này. Từ khóa này thì nó không quá là mới lạ và nhiều anh em tham gia thị trường DeFi thì cũng đã quá quen thuộc với cái hoạt động này. Tuy nhiên là trong tập DeFi Discussion tuần này chúng ta sẽ nói về một cái khía cạnh mà mình tin là nó sẽ đâu đó gợi cho anh em những cái suy nghĩ mới, những cái hướng góc nhìn mới liên quan đến từ khóa tuần này. Và thôi thì cũng không dài dòng nữa, chúng ta sẽ nói về hoạt động airdrop hay còn được biết đến với một cái tên gọi khác là retroactive. Thì chúng ta biết là trong 2 tháng đổ lại đây, vào giai đoạn cuối năm của 2023 thì có rất là nhiều những cái dự án họ đã công bố những cái tin tức liên quan đến airdrop và thưởng cái token của dự án cho người dùng. Chúng ta có thể kể đến là Celestia hay là Pace từ giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10, hay là mới đây thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm ở bên hệ sinh thái của Solana, ví dụ như là Jupiter hay là Jito. Và một cái dự án Layer 2 nữa. Ở thời điểm mình thu cái podcast này thì họ chưa công bố cái chi tiết liên quan đến điều kiện để đạt chọn airdrop, nhưng mà họ cũng đã hint và họ cũng đã có những cái gợi ý rằng là cái thời gian snapshot, cái thời điểm mà chốt hạn để gọi là thưởng token cho người dùng thì nó đã được chính thức thông qua. Và cái tên mà mình muốn nhắc đến đó là Starknet. Điểm qua một xíu về tất cả các cái dự án thì chúng ta có thể thấy là phần đông thì nó cũng có dính dáng khá là nhiều đến cái hoạt động ở trên chain của Solana. Một cái điểm chung nữa mà mình thấy là cũng khá là đặc biệt ở những cái dự án này đó là họ sẽ có những cái tiêu chí trải dài trên rất là nhiều các hệ sinh thái khác nhau, không chỉ riêng với các cái hệ sinh thái EVM mà còn là những cái hệ sinh thái non-EVM nữa. Và họ sẽ quét tất cả các hoạt động liên quan đến rất là đa dạng ở nhiều chain khác nhau. Thì đây là một cái điểm mà mình cũng thấy là khá là mới, khá là thú vị liên quan đến các cái tên của các cái dự án mà họ đã công bố airdrop gần đây. Rồi, cái điều thứ hai mà mình thấy là cũng khá là đáng quan tâm đó là các cái sản phẩm, các cái giải pháp xây dựng xoay quanh các cái tin tức airdrop này. Thì rõ ràng dễ nhận biết nhất thì chúng ta có thể kể đến các cái thị trường giao dịch OTC. Thì đây là gần như là những cái hợp đồng tương lai thôi, và họ hỗ trợ là giao dịch các cái hợp đồng tương lai này đối với các cái token mà họ chưa chính thức triển khai cái smart contract lên mainnet. Thì các cái platform này thì họ cũng đã hỗ trợ gọi là một cái nơi để anh em có thể bet một xíu, tức là gọi là, hoặc là thậm chí là có người thì họ sẽ có những cái chiến thuật chuyên nghiệp hơn, đó là họ hedge một xíu với cái token mà họ đã được công bố là sẽ đạt được cái điều kiện để nhận airdrop. Thì đó là cái giải pháp liên quan đến OTC. Một cái giải pháp khác mà mình cũng thấy rất là đáng chú ý đó là các cái giải pháp liên quan đến dashboard, các cái giải pháp liên quan đến theo dõi, kiểm tra các cái điều kiện. Thì bây giờ thì các giải pháp này nó cũng đã được tích hợp khá là nhiều trong các cái ví nè, hoặc là các cái, thậm chí là họ có những cái sản phẩm để nhắc người dùng là claim cái airdrop làm sao cho nó đúng thời hạn nè. Thì đây cũng là những cái giải pháp mà phát triển xoay quanh các cái hoạt động retroactive. Thì đó là hai cái giải pháp mà mình thấy là cũng khá là hay thời gian gần đây. Tất nhiên là nó sẽ có đôi chút lấn cấn một xíu về cái tính gọi là cái tính chính quy của các cái giải pháp có liên quan đến tài chính, liên quan đến trade và giao dịch các cái sản phẩm phái sinh liên quan đến các token này. Nhưng mà trong tập podcast này thì chúng ta sẽ không nói quá nhiều về câu chuyện đó. Và mình nghĩ là cái giải pháp mà xoay quanh các cái hoạt động airdrop này mà mình nghĩ là sẽ là trọng tâm và sẽ là cái thứ mà chúng ta đáng để bàn tới trong tập DeFi Discussion này, đó là các cái giải pháp lọc xe pin, các cái giải pháp mà lọc những cái ví mà họ có cái xu hướng gọi là farm rất là nhiều ví ấy. Thì cái này là một cái mảng giải pháp mà mình nghĩ là chúng ta sẽ cần đào sâu vào, chúng ta thảo luận với nhau. Vậy thì hiểu nôm na các cái công cụ lọc CBIN này nó cái vai trò của nó là gì, thì họ sẽ tìm ra những cái kết nối giữa các cái ví mà có cái xu hướng là farm hàng loạt hoặc là bot hoặc là có liên hệ với nhau trong những cái chuyển tiền qua lại để có thể gọi là farm cái hoạt động ở trên các cái dự án mà có tiềm năng airdrop, và mục đích là sẽ loại bỏ đi các cái ví có cái động thái như thế này để giảm thiểu những cái hành vi mà gọi là trục lợi từ dự án. Ngoài ra thì các cái dự án này thì họ cũng sẽ đi theo một cái hướng khác là sẽ tạo lập một cái định danh cụ thể cho người dùng hoặc là một cái ví cụ thể ở trên không gian on-chain. Thì cái định danh này cũng sẽ giúp họ theo dõi một cách nó tức là nó gần như là một cái hồ sơ để họ theo dõi những cái động thái để họ có thể gọi là retroactive cho người dùng một cách nó công bằng nhất. Thì chúng ta khoan nói về cái yếu tố là hiệu quả hay là công bằng hay là những cái đúng hay sai, những cái hiệu quả của các cái chiến lược CBIN. Tuần này thì chúng ta sẽ không tranh luận về cái vấn đề đó. Trong cái nội dung của DeFi Discussion tuần này thì cá nhân mình chỉ muốn liệt kê ra những cái giải pháp mà họ đang có cái hướng đi như thế này, và chúng ta sẽ gọi là đâu đó có những cái kết hợp những cái giải pháp này làm sao để tăng cái hiệu quả cho cái chiến lược sử dụng gọi là thử nghiệm sản phẩm của chúng ta, để tăng cái khả năng airdrop của chúng ta. Thì đây sẽ là cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến, tại vì chúng ta có những cái thảo luận với nhau liên quan đến khía cạnh là có nên làm nhiều ví hay là gọi là farm nhiều ví thì nó sẽ hiệu quả nhiều hơn hay là nó sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Thì chúng ta không thảo luận với nhau về cái khía cạnh đó, mà chúng ta chỉ tập trung vào phân tích với nhau những cái giải pháp hiện có đang trên thị trường và những cái tích hợp hiệu quả với các cái giải pháp này thôi ha. Rồi, thì với các cái giải pháp này thì cá nhân mình cũng đã liệt kê ra được một vài các cái giải pháp đáng chú ý, nhưng mà mình sẽ tạm chia ra thành hai nhóm để anh em có thể dễ dàng hình dung hơn. Cái nhóm đầu tiên thì chúng ta có thể hiểu là họ sẽ tương thích với các cái giải pháp phụ trợ ở bên web 2, hoặc là thậm chí là có những cái giải pháp physical hơn, nó có những cái verify, nó có những cái xác thực, nó liên quan đến yếu tố vật lý nhiều hơn. Còn cái nhóm thứ hai thì nó sẽ thuần là những cái giải pháp on-chain và nó vẫn sẽ đảm bảo được cái tính an toàn về mặt thông tin cho người dùng hơn. Thì đây là cái nhóm thứ hai, thuần là on-chain và nó là web 3 hết. Rồi, thì trở lại với các cái giải pháp ở cái nhóm đầu tiên thì mình có theo dõi hai cái tên mà tạm coi là nó cũng khá là phổ biến. Đầu tiên là cái Gitcoin Passport. Thì anh em nào từng gọi là sử dụng các cái công cụ của Gitcoin, từng donate các cái đợt grants của cái đơn vị này thì cũng đâu đó nghe qua cái sản phẩm là Gitcoin Passport của họ. Thì hiểu nôm na là họ sẽ có những cái nhiệm vụ ở trong cái Gitcoin Passport này, và khi anh em hoàn thành ví dụ như là verify, xác thực bằng email này, hoặc là những cái tài khoản khác như là GitHub, hoặc là các cái World ID chẳng hạn, hoặc là đơn giản nhất là các bạn mua cái đồng token GTC để stake vào, thì họ cũng có những cái nhiệm vụ như vậy để làm sao để xác thực được là cái ví của bạn nó nhiều khả năng nó sẽ là của một người dùng thực thụ, thay vì nó là một con bot hoặc là nó là một cái tài khoản mà nó có cái xu hướng là nó spam giao dịch để nó trục lợi từ dự án. Thì cái đó là cái cách tiếp cận của Gitcoin Passport. Đây là một cách tiếp cận mà không phải là quá mới, và nó đã có cách đây khoảng 1-2 năm rồi, và nó sẽ có những cái yếu tố liên quan đến cái sự tiện lợi, tại vì chúng ta biết là trong cái nhiệm vụ của họ thì cũng khá là nhiều cả cái nhiệm vụ khác nhau, và cái việc mà set up cho người dùng để có thể đạt đủ cái điểm và được gọi là xếp hạng, là được verify, được xác nhận là một người dùng thực á, thì nó cũng khá là công cành. Thì đây là cái trải nghiệm của mình với cái sản phẩm của Gitcoin Passport. Rồi, cái sản phẩm thứ hai mà mình nghĩ là cũng thu hút khá nhiều sự chú ý vào khoảng giữa năm 2023, đó là cái World ID của Worldcoin á. Thì cái sản phẩm này nó cũng có cái yếu tố là xác thực bằng physical, tức là những cái yếu tố liên quan đến vật lý ha. Chúng ta phải đến và xác thực bằng cách là quét mống mắt, thì cái này chắc chắn là nó sẽ tạo ra những cái tranh cãi rồi, và rất là nhiều những cái sự gọi là không không tiện lợi và cũng gợi cho người dùng rất là nhiều những cái lo ngại về cái câu chuyện dữ liệu cá nhân. Thì đây là cái cách tiếp cận của World ID và nó sẽ là một cái công cụ để gọi là tạo cái định danh on-chain cho người dùng. Thì thì đó là cái cách tiếp cận của họ, và mình sẽ không bình luận quá nhiều về cái yếu tố là cái cách tiếp cận này nó hiệu quả hay không, bởi vì rõ ràng là World ID thì vẫn đang ở trong những cái giai đoạn đầu, và chúng ta cần thời gian để họ gọi là chứng minh được cái sự hiệu quả trong cái việc là bảo vệ cái dữ liệu của người dùng, đảm bảo cái an toàn bảo mật cá nhân cho từng cái dữ liệu mà người dùng đã cung cấp cho sản phẩm. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cần thời gian để thực sự là theo dõi và có được cái nhận định là nó sẽ an toàn hay không. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái nhóm giải pháp thứ hai mà mình nghĩ là nó sẽ thuần về on-chain luôn, và nó vẫn sẽ đảm bảo được những cái dữ liệu cá nhân của người dùng trong cái không gian web 2, và nó không ảnh hưởng gì đến cái danh tính của họ cả, nhưng họ vẫn có thể đảm bảo được và họ vẫn có thể chứng minh được cái yếu tố legit, gọi là cái yếu tố định danh chính xác của họ ở trên không gian web 3, không gian on-chain. Thì nhóm này thì mình cũng có hai cái giải pháp mà mình thấy là cũng khá là đáng chú ý. Đó là cái đầu tiên là cái Ethereum Attestation Station, viết tắt là EAS. Thì nếu như mà là một người theo dõi những cái cập nhật trong cái hệ sinh thái của Optimism thì mọi người cũng biết là Optimism họ đã đưa ra cái cam kết là sẽ xây dựng các cái giải pháp xác thực định danh trong các cái superchain của họ, trong các hệ thống superchain của họ, với cái sự hỗ trợ là nền tảng của Ethereum Attestation Station. Thì hiểu nôm na đây là một cái giải pháp về thuần về kỹ thuật nhé, thì nó chỉ là một cái smart contract và nó sẽ quản lý các cái scheme. Scheme ở đây nó như là một cái dạng thông báo ha, anh em hiểu nôm na nó là như vậy. Anh em thông báo một cái vấn đề gì đó cần phải xác thực lên blockchain, và mọi người sẽ, các cái ví mà nó có liên quan đến cái scheme này thì họ sẽ thực hiện một cái thao tác là cái thao tác attest. Thì attest nó hiểu nôm na là cái việc đối chứng là tôi xác thực rằng cái nội dung đó, cái thông báo đó nó legit, nó đúng, và cái dữ liệu này sẽ hoàn toàn được lưu trên on-chain. Thì đây là cái giải pháp mà Ethereum Attestation Station họ đang phát triển. Thì mình có trải nghiệm một xíu với cái sản phẩm này thì mình thấy là đâu đó nó vẫn khá là khó hiểu với người dùng á, vì cá nhân mình thì cũng thấy những cái nút bấm ở trên này thì mình cũng làm theo cái hướng dẫn mà mình bấm thôi, chứ mình cũng thực sự không quá là hiểu là cái ứng dụng của những cái smart contract này vào trong cái hoạt động của thị trường DeFi nó cụ thể nó sẽ như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy là cái sản phẩm này vẫn đang khá là sơ khai và họ vẫn chưa build được những cái tính năng để tích hợp vào trong các cái hệ sinh thái DeFi. Thì cái này chúng ta sẽ cần họ phải có những cái tích hợp mới và những cái thay đổi mới để làm sao để nó thân thiện với người dùng hơn và chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cái này mình tin nó sẽ có những cái hiệu quả nhất định trong cái việc là định danh các cái ví hoạt động on-chain. Rồi, một cái giải pháp khác cũng nằm trong cái nhóm này mà mình cũng rất là quan tâm thời gian gần đây, nó cũng mới ra đời thôi, đó là cái wormhole queries. Thì đây là cái dịch vụ mà quản lý dữ liệu từ các cái giao dịch cross-chain, và cái điểm đặc biệt của cái giải pháp này á, là nó sẽ giúp đồng bộ tất cả các cái định danh ở nhiều chain khác nhau. Thay vì hồi xưa là chúng ta biết là ở trên các cái chain ví dụ như Ethereum hoặc là các cái chain EVM á, thì cái định danh ở các cái chain này nó sẽ nằm rất là phân mảnh và nó không thể tương thích được với các cái định danh của các cái ví trong cái hệ sinh thái non-EVM. Thì cái việc này nó sẽ khiến cho cái câu chuyện phân mảnh về định danh nó rất là khó quản lý với các dự án. Thì wormhole queries họ sẽ có những cái tổng hợp như vậy. Chúng ta có thể thấy là trong cái tài liệu mà họ công bố thì chúng ta thấy là có một cái ứng dụng khá là hay, đó là họ có thể quét được cái điểm tín dụng ở bên các cái không gian EVM, và họ có thể hỗ trợ là làm sao để giảm cái lãi suất ở trong một cái sản phẩm nào đó ở bên một cái chain non-EVM chẳng hạn. Thì đây là những cái ứng dụng nó hết sức là tiềm năng cho thị trường DeFi, và nó sẽ giảm thiểu được những cái rào cản về chi phí nó không đáng có khi mà người dùng tham gia sử dụng các cái sản phẩm trên hệ sinh thái DeFi. Rồi thì đó là cái sơ nét và một vài cái điểm mà mình thấy rất là hay của wormhole queries. Ngoài ra có những cái giải pháp định danh khác nhưng nó không có một cái tên cụ thể và nó thường là một cái file mà các cái dự án họ phát triển, các cái dự án mà có retro airdrop á, thì họ phát triển riêng lẻ và họ chia sẻ với nhau những cái file đó để làm sao để lọc được cái lượng bot ra khỏi cái danh sách trả thưởng. Thì cái này là cái hoạt động riêng lẻ của từng cái dự án mà họ có truy xuất dữ liệu hoặc là họ thu thập được những cái đơn gọi là đơn cáo buộc là những cái bằng chứng cáo buộc là cái ví nào đó nó đang Cbin chẳng hạn. Thì đây là những cái giải pháp nó cũng nằm trong nhóm này nhưng mà nó riêng, nó lẻ tẻ từ các dự án mà nó không có một cái tên gọi cụ thể. Rồi ok, thì chúng ta đã điểm qua khá là nhiều cái giải pháp định danh và mình nghĩ là các cái giải pháp này nó sẽ đóng một vai trò rất là lớn trong cái câu chuyện là khuyến khích các cái dự án airdrop hoặc là retro active nhiều hơn cho người dùng của mình và mở rộng cái công cụ này ra, tận dụng nó một cách hiệu quả để làm sao để phát triển cộng đồng một cách nó hiệu quả nhất và nó lành mạnh nhất. Rồi, vậy thì câu chuyện là gì? Câu chuyện là chúng ta sẽ cần phải nắm bắt được cách các cái dự án họ phát triển giải pháp và từ đó tích hợp nó vào trong cái chiến lược săn airdrop của mình. Thì đây là cái yếu tố mà mình có đề cập ở cái phần trước. Mình biết là các cái dự án họ đang có những cái giải pháp như vậy và họ đang có cái xu hướng là siết chặt hơn. Tất nhiên cái hiệu quả trong việc loại bỏ Cbin ở thời điểm hiện tại thì phải khẳng định với nhau là nó chưa hiệu quả và chúng ta vẫn thấy cái hiện tượng đó, hiện tượng bot nó hoành hành rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta có thể có những cái kỳ vọng về một cái bối cảnh là những cái hiện tượng này nó có thể được loại bỏ và thậm chí nếu như mà họ phát triển những giải pháp này tốt á, họ có thể ứng dụng được vào những cái giải pháp thuần ở bên web 2 nữa cơ. Thì chúng ta biết là Twitter thì họ đang cái mạng xã hội Twitter và hiện tại là mạng xã hội X á, thì họ vẫn đang phải vật lộn rất nhiều với những cái tài khoản giả mạo, những cái tài khoản mà chưa định danh. Thì trong một tương lai nào đó thôi, trong một cái kỳ vọng nào đó thôi, chúng ta có thể biết đâu được thì các cái giải pháp trong cái mạng như thế này họ có thể giúp giải quyết được ngược lại những cái vấn đề tồn đọng ở web 2 mà thậm chí là những cái giải pháp web 2 hiện tại họ đang còn loay hoay. Thì đó là cái kỳ vọng mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở cái mạng sản phẩm này. Rồi thì mình nghĩ là tập tuần này nó cũng ngắn vậy thôi, một vài cái tổng quan, một vài cái gạch đầu dòng nho nhỏ cũng như là những cái sản phẩm, các cái giải pháp định danh mà mình thấy là nó cũng khá là thú vị và hy vọng là cái nội dung của tập podcast tuần này đâu đó nó sẽ gợi mở cho anh em những cái góc nhìn mới, những cái khía cạnh mới xoay quanh một cái từ khóa mà mình nghĩ là nó sẽ rất hot thời điểm hiện tại và nó vẫn sẽ còn hot trong những tuần sắp tới, những tháng sắp tới, đó là airdrop. Thì Gia không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi. Rồi, cảm ơn anh em.